Lý Hầu, anh tiệc ở đây hả? Đôi giày tiệc đẹp lắm, phát hành có giới hạn thôi. Phải đặt trước, mỗi người chỉ có một đôi. Không cần, đôi giày của tôi vẫn chưa có hư. Đôi giày của anh đã lâu lắm rồi, nên thay đi chứ. Không lẽ anh thích mang giày cũ hoài hay sao? Xin lỗi nha Lý Hầu. Nè, có phải trong nhà có chuyện không hả? Không phải. Xảy ra chuyện gì? Một vài dự kiện thôi. Dự kiện gì đây? Có tôi giúp được hay không? Anh giúp không nổi đâu. Lát gặp. À, bà nói giờ đã cháu thấy có người vợ chân cho người bệnh, hay là cháu cũng vợ cho bà? Tốt, cảm ơn cháu. Bé Vinh thiệt là dễ thương. À bà, bà có đứa cháu gái ngoan như vậy thiệt là vui. Chị cũng được mà, kêu Raymond đám cưới sanh một đứa là được. Vậy là chị có thể ẵm cháu. Thật ra Raymond cũng cỡ tuổi Lý Hầu, cũng tới lúc phải đám cưới. Chị coi bé Vinh đã 5 tuổi. Chứ Raymond đám cưới sanh con, chừng đó cháu có thể chơi với em bé. Vinh à, con có nghịch ngợm hay không? Không có. Không có. À xin lỗi. Alo ông xã, thế nào? Em với má đi được rồi chứ? Đi được rồi, sao vẫn không tới đón chúng tôi? Xin lỗi, công ty bận việc đột xuất, có một không kịp. Không sao, tụi em đón taxi về. Đi được rồi, chừng về xin điện thoại cho em, bye. Ok, bye bye. Chuyện gì, Lý Hậu không thể tới đón mình? Anh bận rộn nhiều việc không kịp tới đón mình. Để tôi biểu thằng chị tới đón hả? Chị Bình à, không cần đâu, đừng có làm phiền tới ảnh. Không có phiền, giờ này khó đón xe lắm. Alo, chị à? Má, bà kể. Chị à, sao lâu quá vậy? Bị kẹt xe. Bắt cậu phải lái xe tới đón chúng tôi, thiệt xin lỗi. Đừng có nói vậy, nó nên làm mà, không lẽ làm chút chuyện nhỏ không được sao? Lên xe đi. Tô Tâm à, con ngồi phía trước. Con ngồi đằng trước. Con nít không thể ngồi phía trước đâu. Anh này cháu vẫn chưa chào chú đó, hôn miếng đã. Chú đừng lấy đâu đâm cháu thì cháu chào chú. Con đừng có vô phép như vậy. Đâu phải bé Vinh ngoan lắm, dù sao thật thà vẫn hơn là có những người ấp ủ chuyện trong lòng khiến cho bản thân mình không có được vui hả? À, chị Bình hả? Làm phiền để lát chị đưa má lên lầu trước, tôi với con Vinh đi chợ mua đồ về. À, chị à, thả mợ hai xuống rồi đưa bà về ha. Dạ biết. Bé Vinh, tuần trước con đi nha sĩ đã nói cấm ăn kẹo. Răng của con không sao, hết đau rồi. Má nói con thi được điểm 10 là có thể ăn. Bây giờ có phải không vâng lời má không? Má không có gì tính dụng, giống như là chú Raymond. Hứa là không lấy đau đâm mà con, nhưng mà vẫn vậy. Cứ lấy đau đâm con hoài. Bé Vinh à, bỏ ba kẹo xuống, má không có mua đâu. À, bây giờ nè, thật ra cháu thì giống chú ha, thật thà thẳng thắn, vẫn còn tốt hơn là những người có chuyện gì cũng ấp ủ trong lòng hết, khiến cho mình không có được vui. Bé Vinh à, mình đi. À, thưa cô, có phải chỉ bao nhiêu này hay không? Phải. Cảm ơn. Mình đi. Cô à, xin lỗi, tôi phải kiểm tra sách tay của cô. Sếp à, tôi thì không có lòng làm gì. Sếp hãy tin nè, tôi lúc đó tỉnh lại là... Từ từ nói rõ cho tôi nghe, kể đầu đuôi câu chuyện này. Theo lời giám đốc của siêu thị nói, trong sách tay của cô có một bao kẹo mà cô chưa trả tiền. Lúc đó tôi thiệt là rối loạn quá, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Cô nói không biết, vậy sao bao kẹo lại trong sách tay của cô? Phải, phải đó.
Nhưng mà sự thật là bao kẹo đó nằm ở trong sách tay của cô. Sếp à, các người có khởi tố tôi không? Bây giờ tôi không thể trả lời. Theo trình tự, chúng tôi phải đem khẩu cung này giao cho Thi Lục Chánh. Nếu đủ chứng cứ sẽ truyền phiếu cho cô. Lúc đó mới chính thức khởi tố cô. Cô có cần kiếm người nhà bảo đảm hay không? Không cần, không cần báo với họ. Má. À, xin hỏi cô là Dư Tú Tâm có đúng không? Là tôi. Tôi là người của tòa án. Bây giờ chấp hành lệnh của tòa án, 20 tháng này trong phạm vi khu vực, cô phải ra tòa để mà đổi chứng. Nè, đây là giấy tờ. Cô hãy soi lại tài liệu cá nhân của cô có bị sai gì hay không. Bao nói lại cảm ơn. Điều cảm ơn ông. Hai vị mời tự nhiên. Cảm ơn. Đã xảy ra chuyện gì đi? Tại sao cô lại như vậy? Tôi chỉ thấy thì là khó chịu quá. Đã sắp bị bụng nổ rồi. Nhưng mà nếu làm như vậy tôi sẽ thấy thoải mái nhiều hơn. Cô có biết không, đây là hành vi bệnh thái, cô phải đi gặp bác sĩ. Nếu như không sẽ xảy ra chuyện. Đã quá muộn. Tôi đã bị bắt và ra tòa cũng đã thâu được. Tôi sắp bị tù rồi, anh có biết hay không? Lý Hào có biết không đi? Lý Hào không có biết. Không có thể cho anh biết. Làm ơn đừng có nói với anh. Được, tôi không nói cho anh biết. Tôi không nói thôi. Nhưng mà sớm muộn anh cũng biết. Chuyện này không thể để cho Lý Hào biết. Nếu không anh sẽ ly dị với tôi. Đứa con gái cũng sẽ khi dễ tôi. Đủ rồi. Làm sao đây? Tô Tâm, đủ rồi. Đừng đụng tới tôi. Đừng có ném xỉa tới tôi. Tô Tâm, nghe tôi nói. Nghe tôi nói nè. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Cô bây giờ cần người ta giúp đỡ. Và chỉ có tôi mới có thể giúp được cho cô thôi. Biết chưa? Hả? Cô nhớ kỹ cái việc, yên tâm. Có chuyện gì tôi cũng chăm sóc cho cô. Không cần phải sợ cái gì hết. Đừng sợ. Qua bển ngồi xuống đi. Tôi có phải thì không sao không? Yên tâm đi. Tôi nói không sao thì nhất định không sao. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.